Ôi, Lý Trường xin gửi tới tất cả các bạn và đoàn giao lưu văn nghệ xuân về trên bản Mông với một lời chào thân thiết. Lý Trường mong tất cả mọi người ủng hộ cho một chầu hoa tay thật lớn. Chiến trường nhà nông là chiến sĩ, lời thơ mà phù vòng mãi đến nay sao? Nông dân Việt Nam hát vang bài ca, cùng đoàn kết xây dựng hòa bình, cùng vươn tới hạnh phúc ấm no, làng quê thăng nghĩa tình. Nông dân Việt Nam. Tiến lên kỳ mới, các bầu vườn tới xa.